Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Open 99 Tiền Giang tuyển tài xế taxi số lượng lớn, Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy, Bến Tre. Mô tả công việc, lái xe taxi trong các khu vực địa bàn được giao. Yêu cầu công việc, nam, nữ, độ tuổi từ 18 đến 45, có bằng lái xe B2 trở lên, lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt, không có hình xăm, tóc gọn, màu bình thường, không có tiền án tiền sự. Ưu tiên, bộ đội xuất ngũ, công an chuyển ngành, nhân viên lái xe đã có chứng chỉ hành nghề, thông thạo đường phố, đặc biệt có những huấn luyện những lái xe mới vào nghề. Quyền lợi được hưởng, mức lương thỏa thuận theo năng lực, phương tiện mới, tỷ lệ ăn chia hấp dẫn, chế độ ưu đãi khuyến khích doanh thu hấp dẫn, tuyển dụng nhanh chóng, đào tạo linh hoạt, các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật. Yêu cầu hồ sơ cần có: đơn xin việc bản gốc, sơ yếu lý lịch xác nhận của Ủy ban Nhân dân địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, giấy xác nhận nhân sự, xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú, giấy chứng nhận sức khỏe, bản gốc dành cho lái xe, chứng chỉ tốt nghiệp lái xe, bản photo chứng chỉ nghề có trong hồ sơ lái xe, một bản sao giấy khai sinh, một photo hộ khẩu, 5 chứng minh nhân dân, 2 bằng lái xe, 4 ảnh 3x4, xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú, có thời hạn công chứng trong vòng 6 tháng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Open 99 Tiền Giang, địa chỉ số 145 Hùng Vương Nối Dài, ấp 1, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại 0733 980 988 hoặc 0965 652 455 gặp chị Trang. Hạn chót nộp hồ sơ cho đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2018.